Không mẹ, chứ có ai tin cô giáo mà mới học có 5 buổi học vẽ cái hình này không trời? Hình là cái hoa sen với con cá này nè. Mới học 5 buổi học á. Quá giỏi, nhưng là quá sáng ý. Thương lắm á, hoa sen rồi đó không? Diễn đạt đúng. Vẽ mà cái lâu 10 đêm vẽ không mà được như vậy là hú hồn rồi chứ. Cái giờ đó giờ ta đi ngủ. Vẽ về linh không à. Vẽ về âm á. 10 đêm ta đi ngủ bắt đầu lâu ra vẽ, vẽ tới 12 giờ. Vẽ đó ai ngắm ta? những người ban đêm mới ngắm chứ ban ngày đâu ai thấy đâu ngắm. Ban đêm ngắm ngày mặt kìa. Sắc vậy là đẹp lắm á, được rồi đó. Em chỉ kiểm tra lại chỗ nào cần nhấn á, trong mấy cái hốc á, cần nhấn đậm thì em muốn nhấn đậm lên trong hốc á. Không mà trên mấy cái nền tối á, mấy cái nền xanh đậm vậy mà Thư vẽ mấy cái màu trắng màu vàng rất là đẹp á Thư. Thậm chí hoa cúc trắng vẫn đẹp nha. Cái khúc để đó này nó có nó thịnh màu trắng và màu vàng lắm á.